Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hải Phòng Today. Thì hôm nay mình sẽ đi cập nhật tiến độ cái dự án giải công viên trung tâm huyện An Dương. Trước mắt các bạn đây thì là cái ngã tư trung tâm thị trấn An Dương nhé, cái ngã tư Dế, và mới được cái làm cái vòng xuyến siêu thị Hoạt kìa các bạn nhé. Với cái vòng xuyến nhỏ như thế này thì cái mật độ giao thông ở đây giờ cao điểm rất là cao nên là thường xảy ra cái tình trạng là tắc nghẽn cũng như là ùn ứ giao thông ở đây. Và cũng bởi vì cái vòng xuyến nhỏ nhỏ này nó hơi nhỏ nên là tất cả các phương tiện đi qua đây là đều hút vào cái vòng xuyến nhỏ này nên là nó hay xảy ra cái tình trạng đó. Và trong tương lai thì chắc chắn là sẽ phải khắc phục cái vấn đề này để cho giao thông được thông suốt hơn. Như các bạn có thể thấy là chỉ có mấy cái ô tô ở đây mà quay đầu thôi, quay vòng xuyến này thôi ấy, thì cũng là ùn ứ này như này rồi này. Như chúng ta đã biết thì cái dự án giải công viên trung tâm huyện An Dương này được khởi công vào tháng 5 2021 và hiện tại đang là cuối tháng cuối năm rồi, và chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán thôi, và công trình này tiến độ thì sẽ hứa hẹn là sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2022. Không biết là có kịp không các bạn ạ. Thì hiện tại thì mình cũng còn nhìn thấy còn khá nhiều công việc, và sau khi triển khai cái giai đoạn 1 ấy thì đang được triển khai cái giai đoạn 2. Cái giai đoạn 2 thì làm cái đảo lối và một cái nhà bát giác ở giữa hồ. Hiện tại thì cái nhà bát giác thì mình đã thấy là đổ lóc và xây xong rồi, chỉ còn chờ hoàn thiện thôi. Và cái cầu dẫn thì đang cầu dẫn thì trước mắt các bạn đây, thì mình sẽ qua đó mình quay cho các bạn cùng xem cái cầu dẫn đấy như thế nào nhé. Mình đang tiến tới cái cổng chính của dãy trung tâm huyện An Dương. Vâng, trước mắt các bạn đây thì là cái cầu dẫn ra cái đảo lồi ở giữa nhé. Và cái giai đoạn 2 thì sẽ tiến hành cải tạo cái khu vực đảo lồi ở giữa hồ này, xây dựng cho nghỉ bát giác tại khu đảo lồi giữa hồ, và là cái điểm nhấn biểu tượng cánh hoa đào và hệ thống đường dẫn, hệ thống chiếu sáng, âm thanh để trang trí đồng bộ hiện đại, xây dựng các quán hoa và mở rộng khu quảng trường để làm nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật của huyện. Mình có thể zoom ra cho các bạn xem cái chòi nghỉ bát giác như thế này đây. Và hiện tại thì đang được hoàn thiện các bạn nhé. Cái đường dẫn ra cầu ấy thì nó, các bạn có thể nhìn thấy nó đi nó ngoằn ngoèo, rí rắc một chút. Và cái giải công viên huyện An Dương này thì được cải tạo từ hồ Dế cũ nhé. Những bạn nào mà đã từng biết hồ Dế cũ thì có thể xem video này, hoặc các bạn có thể qua đây để xem sẽ thấy hoàn toàn khác so với những gì hồ Dế cũ ngày xưa. Và cái công trình này được đầu tư tới 45 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và do Ủy ban Nhân dân huyện An Dương làm chủ đầu tư. Và bên cạnh cái dự án giải công viên huyện An Dương này thì gần đây thôi thì là có một cái dự án lớn, đó chính là cái dự án đường máng nước. Cái dự án đường máng nước thì có vốn đầu tư là 367 tỷ đồng. Và hiện tại thì đường máng nước cũng đang được triển khai rất là thần tốc các bạn ạ. Mình đã có những video cập nhật cái đường máng nước mới nhất cho các bạn cùng xem rồi. Và các bạn xem video của mình thì hãy đăng ký kênh và để theo dõi những cái video mới nhất của mình về cái tiến độ dự án này nhé. Hôm nay thì mình chỉ cập nhật cái mặt tiền của cái giải công viên trung tâm huyện An Dương thôi. Những video trước thì mình có đi vòng vòng ấy, thì hiện tại thì mình không đi nữa, tại vì nó cũng chỉ có như vậy thôi. Những cái mặt bên kia là nó cũng chỉ như vậy thôi. Cái mặt ở đây là cái mặt chính của dãy trung tâm huyện An Dương. Các bạn có thể thấy là cái dãy lan can thì được sơn màu xanh đây kìa, được sơn hết màu xanh rồi. Và đây là cái mặt tiền chính của dãy công viên trung tâm huyện An Dương. Và ở phía trên này thì các bạn có thể thấy cái chỗ này là cái chỗ bố trí những cái dụng cụ tập thể thao và có tượng đài phun nước đây. Có cái đài phun nước kia các bạn, cho đài phun nước để cho bố trí cái cảnh quan ở đây và các máy tập ở đây để cho người dân có thể tập thể dục. Ở những cái công viên trước cũng có đấy. Và ở đây thì cũng đã đặt cái viên đá mang tên là công viên trung tâm huyện An Dương rồi các bạn nhé. Mình sẽ qua đó quay để cho các bạn xem. Đây các bạn đây. Vâng, ở đây đã có biểu tượng của dãy công viên trung tâm huyện An Dương rồi, An Dương Park. Thì ở đây thì là còn đang được triển khai và cải tạo các bạn ạ. Chúng ta có thể thấy ở đây đã được đổ bê tông hết rồi, hiện tại thì đang làm các hạng mục. Và chỉ còn 28 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán thôi. Và mình cũng hy vọng là cái công trình này sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán để cho người dân có thể qua tham quan cũng như là trải nghiệm vào cái công viên mới này.
ra đường 208 nhé, để ra cái ngã tư ắc quy các bạn ạ. Hiện tại thì cái đường máng nước đang được thi công và triển khai, và các bạn có lịch trình di chuyển từ trung tâm An Dương và đi qua trung tâm An Dương mà sang thành phố Hải Phòng ấy, hoặc sang Thủy Nguyên, thì các bạn có thể di chuyển đường 208 này để ra ngã tư ắc quy và các bạn đi đường Nam Cổ Bính mới. Như những video trước mình cập nhật ấy, thì cái đường máng nước hiện tại thì đang được thi công triển khai rất là nhanh, và kèm với đó thì rất là bụi bặm. Này, các bạn lên di chuyển qua đường 208, các bạn có thể nhìn thấy mật độ ô tô cũng như phương tiện ở đường 208 này rất là đông. Từ khi cái đường máng nước này được triển khai thi công ấy, thì cái đường 208 này rất là nhộn nhịp, tại vì người ta sẽ đi vào đây để tránh cái đường máng nước đang được thi công. Như trước kia đấy, thì cái đường máng nước chưa được thi công ấy, thì mình đi cái đường 208 này rất là vắng, chủ yếu người ta sẽ đi đường máng nước, người ta không đi đường 208 các bạn ạ. Và hiện tại thì đường 208 rất là đông, các bạn nhìn thấy phương tiện giao thông đi ở đây rất là đông rồi. Và giờ thì mình sẽ phép được dừng video lại tại đây. Hẹn các bạn ở video sau, mình sẽ quay trở lại cái tiến độ dự án giải công viên huyện An Dương này trước Tết để xem có hoàn thành trước Tết Nguyên Đán cho các bạn cùng xem không nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.